Viên kim cương thiên nhiên 10 ly hơn 4 carat. Đặc biệt có hai giấy kiểm định, một giấy kiểm định quốc tế GAA và một giấy kiểm định trong nước là PNG. Đây là viên kim cương có giá cắt cực kỳ đẹp. 3 Excellent Fluorescent là Medium, làm cho cái viên kim cương này nó trắng ngang tầm cỡ nước ép luôn, nó trắng bóc luôn. GH là đã quá trắng rồi. DEFGHIG là trắng tuyệt vời, mà H Medium nữa, nó trắng lắm nha khách. Và đặc biệt ở một chỗ là gì nè, cái số series mà số mã số cạnh của nó là đầu cũng số 9, đuôi là cũng hai con số 9, 699, có nghĩa là lọc trường cũ. Và đặc biệt 10 ly là trong cái sự hưng thịnh nhất ha, 10 ly là sự hưng thịnh nhất và hơn 4 carat. Đây là một trong những cái viên kim cương là phải gọi là đẹp. Thường thì nếu mà là 9 ly là có giá của Đức Đi bây giờ là cũng có giá là khoảng 6 tỷ, 6 tỷ rưỡi rồi. Mà 10 ly nó to hơn 9 ly và hơn 4 carat nữa, 3 Excellent mà trắng tầm ngang ngửa cỡ như nước ép luôn, vì Fluorescent là Medium, giá cực kỳ mềm luôn. Hàng này là hàng order, thị trường thì nó rơi vào khoảng là 3 tỷ rưỡi đến 3 tỷ 7. Bên mình chỉ có 3 tỷ 350 triệu thôi, một viên duy nhất. Bán lỗ 10 đổi lỗ 5 cho cái viên này trong vòng mình đeo từ 1 năm. Riêng đeo trên 3 năm là sẽ thu nguyên giá, khách không có lỗ nha. Mua hàng là vui lòng gọi em 0907463131. Viên kim cương này ở ngoài đẹp cực kỳ luôn, nó nằm trong siêu như vậy, nhưng mà gắn nó lên ổ trang sức kim cương là nó đẹp lắm. Một trong những là siêu giá cắt, nhìn rất là dễ thấy 8 trái tim và 8 mũi tên. Đặc biệt trắng, trắng bóc, trắng ơi là trắng luôn, trắng là trắng đẹp lắm. Fluorescent Medium mà trong nước hát thì khách nghĩ đi, trắng quá trời trắng luôn. Mua hàng vui lòng gọi em 0907463131 nha.